Với những tiềm năng lợi thế riêng của tỉnh Điện Biên, ngành du lịch Điện Biên có nhiều cơ hội phát triển bền vững. Điện Biên đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn của khu vực Tây Bắc và cả nước, là nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Để đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch, thì đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản là rất cần thiết. Hiện nay, ngành hướng dẫn du lịch ngày càng được các bạn trẻ gửi gắm niềm tin cho tương lai của mình và trở thành một trong những ngành nghề được lựa chọn nhiều nhất trong chuỗi ngành dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều bạn vẫn chưa hiểu rõ hướng dẫn du lịch là học gì, mức lương và cơ hội việc làm ra sao, chương trình học như thế nào, có nên theo học hay không. Vậy, để Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên giới thiệu về ngành hướng dẫn du lịch nhé. Hướng dẫn viên du lịch, tour guide là những người làm việc trong ngành dịch vụ lữ hành. Những người hướng dẫn viên sẽ sử dụng ngôn ngữ linh hoạt của mình để giới thiệu, giải thích, hướng dẫn cho khách du lịch về văn hóa, lịch sử, các danh lam thắng cảnh, đồng thời giải đáp những thắc mắc của khách du lịch khi cần thiết. Ngoài ra, hướng dẫn viên du lịch giống như một người trưởng đoàn sẽ lên kế hoạch tập trung, di chuyển và lo mọi thủ tục giấy tờ. Điển hình là vé vào cửa khi đến các điểm du lịch cần mua vé tham quan, đồng thời phải đảm bảo sự an toàn của các thành viên trong đoàn. Hiện nay, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đang đào tạo hướng dẫn viên nội địa. Họ là những người sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt trong quá trình làm việc. Làm hướng dẫn viên du lịch nội địa đòi hỏi bạn phải có cách trình bày ấn tượng, thu hút người nghe. Hơn nữa, thông tin cần chính xác, chi tiết mới thu hút được khách du lịch. Với tiêu chí đào tạo những gì doanh nghiệp cần, nhà trường luôn sắp xếp đan xen giữa chương trình học tập trên lớp và những buổi đào tạo thực tế, giúp học sinh được trải nghiệm công việc ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời, các bạn được trang bị những kiến thức về tổng quan du lịch và văn hóa Việt Nam, kiến thức cơ bản về du lịch khách sạn, nhà hàng, tiếp thị, kinh doanh du lịch, nghệ thuật, giao tiếp, vận dụng những kiến thức nghiệp vụ hướng dẫn du khách tại địa phương và khu vực, thực hiện các tour du lịch với các nghiệp vụ liên quan. Khi tốt nghiệp ngành hướng dẫn du lịch tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, các bạn có cơ hội làm hướng dẫn viên du lịch, viên chức các phòng ban tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các công ty du lịch, các hãng, đại lý về lữ hành du lịch, các văn phòng du lịch, khách sạn, nhà khách. Được đi đến nhiều nơi, khám phá những cảnh đẹp trong nước. Giao lưu với nhiều khách du lịch đến từ các miền khác nhau để mở rộng kiến thức và kỹ năng giao tiếp. Mức thu nhập của hướng dẫn viên du lịch thường khá cao so với nhiều ngành khác và có thể tăng lên theo kinh nghiệm năng lực nếu hướng dẫn viên có thể có những kỹ năng bổ sung trên tour như tổ chức các hoạt động team building, đốt lửa trại, MC sự kiện. Thời gian công việc cũng linh hoạt vì người làm nghề có thể chủ động sắp xếp thời gian công việc một cách thuận tiện nhất. Trên đây là những giới thiệu về ngành hướng dẫn du lịch tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên. Nếu bạn là người đam mê du lịch, thích khám phá thì đừng bỏ qua ngành học thú vị này nhé!